Chủ tịch nước nói về tấm gương anh Vũ Quốc Cường, ca sĩ Phi Nhung. Những hot girl sang chảnh vướng vòng lao lý vì buôn ma túy. Hàng ngàn người ở Bình Dương nối đuôi nhau về quê trong đêm mùng 2 tháng 10. Chùm giang hồ đất mỏ Dũng Phương lĩnh án tù. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, trong dịch bệnh, nhiều tấm gương xả thân lao tâm vì cộng đồng, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Nhiều y bác sĩ ngày đêm đối diện hiểm nguy để cứu người. Dù khó khăn, tinh thần chia sẻ với cộng đồng vẫn sáng ngời. Trong buổi lắng nghe ý kiến cử tri doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, doanh nhân luôn đồng hành, đặt niềm tin với nhà nước, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ khó khăn với người dân, cộng đồng, xã hội. Ông dẫn chứng, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng kiến, mô hình giúp đỡ cộng đồng, người dân vượt qua khó khăn, mang dấu ấn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân như siêu thị không đồng, tủ bánh mì không đồng, ATM gạo, chương trình Vì một Việt Nam tất thắng. Chủ tịch nước cũng nhắc đến biết bao y bác sĩ ngày đêm đối diện hiểm nguy, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng để chống dịch cứu người. Nhiều tấm gương xả thân, lao tâm khổ tứ vì cộng đồng, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng như đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, anh Vũ Quốc Cường, ca sĩ Phi Nhung. Đã có rất nhiều hy sinh, tổn thất, mất mát, đau thương và cả sức mạnh kiên cường, đoàn kết, lòng nhân ái, tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh. Đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy. Ông đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát động tinh thần xả thân vì cộng đồng, người dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm, sự đóng góp, chia sẻ ngọt bùi của các doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Cuối cùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc đến doanh nghiệp, doanh nhân, đồng bào, cử tri của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách, vững niềm tin với tinh thần Việt Nam, tin tưởng về tương lai tươi sáng. Dịch bệnh sẽ được kiểm soát, đẩy lùi, cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại, mở ra chân trời mới trong bối cảnh mới. Buôn bán ma túy đem lại lợi nhuận khủng, có thể sống sung sướng mà không phải làm gì. Nhiều cô gái xinh đẹp, tuổi đời còn rất trẻ đã bất chấp sa chân vào con đường tội lỗi, để rồi nhận kết đắng. Hot girl cầm đầu đường dây ma túy Quảng Trị Đà Nẵng ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Thị Kiều Trang, 22 tuổi, ở Quảng Trị, mức án chung thân với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Trang thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi, đăng hình gợi cảm lên mạng xã hội để gây dựng mối lái. Trang nhanh chóng nổi danh là hot girl Trang Tây. Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở Đà Nẵng để núp bóng, đồng thời lấy vốn mua bán ma túy. Mọi hoạt động giao nhận hàng, cất giấu ma túy, Trang đều giao được thực hiện. Hot girl trường du lịch điều hành đường dây ma túy khủng. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hoàng Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1999, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Minh Hằng được biết đến là một cô sinh viên trường cao đẳng du lịch Huế có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sành điệu cùng danh xưng hot girl. Vì ham lối sống sang chảnh, thích hưởng thụ, trưng diện mà cô gái Quảng Trị bỏ bê việc học ở giảng đường, liên tục có mặt tại những chốn ăn chơi, thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp ở những khu du lịch nổi tiếng tại Huế và các địa điểm sang chảnh khác trong và ngoài nước. Là sinh viên, nhưng Hằng hiếm khi đến trường, sống xa hoa. Sự bất minh về tài sản và lối sống xa xỉ hay khoe trên mạng, phần nào tố cô gái 21 tuổi thực chất điều hành đường dây ma túy. Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi, xảo quyệt khi ma túy được cô đặt mua từ thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng quà sinh nhật. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch thanh toán khi mua bán ma túy. Các chân rết trong đường dây ma túy do Hoàng Nguyễn Minh Hằng đa phần đều là các hot girl. TikToker Bích Ngọc đang truy nã, vẫn đi mua bán ma túy. Ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lê Thị Bích Ngọc, 22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lê Thị Bích Ngọc là đối tượng bị Công an thị xã Mỹ Hảo, Hưng Yên đang truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Bích Ngọc là một hot TikToker trên mạng xã hội TikTok với tài khoản Bích Ngọc 1999, có gần 40.000 người theo dõi. Mỗi video của Bích Ngọc thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. Trên trang Facebook cá nhân, gái sinh 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy. Bất chấp việc bị truy nã, Bích Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên mạng xã hội. Trần Thị Diệu Huyền, hot girl, bún bò Huế.
Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Trần Thị Diệu Hiền, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi khám nơi ở của Hiền, lực lượng công an thu giữ 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng, đối tượng khai là mua ma túy kẹo và ketamin, tạm giữ số tiền hơn 16 triệu đồng. Theo điều tra, Huyền không chỉ mua bán trái phép chất ma túy tại quán Bún Bò Huế mà còn giao dịch ở ngoài đường phố. Cô gái trẻ còn khai quen các đầu mối ở ngoại tỉnh, việc thuê mặt bằng mở quán Bún Bò Huế trá hình để mua bán ma túy cho những người nghiện khi có nhu cầu. Nguyễn Thị Trà My, hot girl, chăm nói đạo lý trên mạng xã hội. Ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trà My vốn có nhan sắc xinh đẹp, là cô gái tỉnh lẻ sớm hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà Thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, ông trùm đường dây ma túy, Trà My cũng theo người tình vào con đường buôn bán cái chết trắng. Trên trang Facebook cá nhân, gái sinh 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy. Bất chấp việc bị truy nã, Bích Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên mạng xã hội. Hàng ngàn chiếc xe máy nối đuôi nhau đổ về thành phố Hồ Chí Minh để về quê như đi hội. Đến 22 giờ ngày 2 tháng 10, hàng ngàn người dân đi bằng xe máy vẫn nối đuôi nhau kéo hàng dài trên tuyến quốc lộ 13 để về quê ở các tỉnh miền Tây, lượng người càng về đêm càng đông. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn người dân từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu đổ về các tuyến đường giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước đã về quê tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây. Chính quyền các địa phương giáp danh đã huy động rất đông lực lượng công an, quân sự, y tế để phối hợp test COVID-19 và kiểm tra đủ giấy tờ rồi cho người dân qua chốt về quê. Tại tuyến đường quốc lộ 13 và đường Huỳnh Văn Cừ, lượng người đổ về ngày càng đông, lực lượng chức năng phải căng mình kiểm soát, hướng dẫn người dân và không quên nhắc nhở người đi đường bình an về quê đảm bảo việc cách ly để phòng chống dịch. Do lượng người đổ về chốt kiểm soát tại cầu Phú Cường nằm trên đường Huỳnh Văn Cừ giáp danh với huyện Củ Chi quá lớn, nhưng đây là tuyến đường nhỏ khiến cho dòng người bị ách tắc. Bên cạnh đó, phía cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh cũng khó kiểm soát nên đến khoảng 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tại Bình Dương đã yêu cầu người dân di chuyển sang quốc lộ 13 hướng về cầu Vĩnh Bình giáp danh với thành phố Thủ Đức để đi cho thông thoáng và dễ kiểm soát hơn. Người dân được về quê vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Hình ảnh này trước đây chỉ thấy vào các dịp lễ Tết hàng năm. Tại cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Phú Cường và cầu Vĩnh Bình, lực lượng chức năng Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm soát giấy tờ, người dân phải có giấy test COVID-19 âm tính, có giấy tiêm vaccine mũi 1 qua 14 ngày của người dân rất nghiêm ngặt để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cái tên Dũng Phương không còn xa lạ với lực lượng công an địa phương và người dân đất mò Quảng Ninh bởi những thành tích bất hảo của đối tượng này. Ngày 2 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Tòa án Nhân dân cung cấp vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với Trần Quốc Dũng, tức trùm giang hồ Dũng Phương, sinh năm 1977, trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cùng 5 đối tượng khác gồm Đặng Thị Xuân Hương, sinh năm 1977, Vũ Thị Quyên, sinh năm 1986, Nguyễn Ái Vân, sinh năm 1979, Lại Thị Thanh, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1972, đều trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về tội đánh bạc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo kết quả điều tra, tại địa bàn thành phố Cẩm Phả, Dũng Phương cùng với Hương, Quyên, Vân, Thanh và Hạnh đã nhiều lần có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi lô đề, xiên, ba cảng. Căn cứ vào cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và phần bào chữa của luật sư cho bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 42 tháng tù giam đối với Trần Quốc Dũng và Vũ Thị Quyên, Đặng Thị Xuân Hương 36 tháng tù giam, Nguyễn Ái Vân 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc quy định tại điểm B khoản 2, điều 321 Bộ Luật Hình sự. Các bị cáo Lại Thị Thanh 12 tháng tù cho hưởng án treo và Vũ Thị Hạnh 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc quy định tại khoản 1, điều 321 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, các bị cáo còn chịu thêm tổng hình phạt tiền bổ sung là 130 triệu đồng xung công quỹ, nhà nước. Cái tên Dũng Phương không còn xa lạ với lực lượng công an địa phương và người dân đất mò bởi những thành tích bất hảo mà đối tượng này đã từng gây ra. Dũng Phương được liệt vào danh sách là đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn thành phố Cẩm Phả với 3 tiền án vào các năm 2013, 2008 và năm 2000 về các tội danh gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật, 3 tiền sự về tội cố ý gây thương tích và xuất cảnh trái phép.